xóm mấy cái nhỏ này nó nghịch ngợm, nó phá phòng nó bảy tùm. Thế gì dữ văng ra vậy, vậy đâu vậy? Không biết nó đây vậy, coi coi. Hả? Công điện nó làm văn phòng nó đây vậy? Ê, bà sao mà nghỉ quá trời vậy? Lòng gì mà xúc ra rồi cánh quạt kì rồi nè. Văng ra luôn. Bữa này dễ ra luôn. Xả vô coi mới được, nó gãy tùm lum các mát lên rồi. Không biết sửa được không nữa. Trời ơi. Sáng mà xả kêu ông xả có chuyện gì không? Thì em rất là quan trọng. Chuyện gì? Rồi bà xả cầm cái cánh ở đâu vậy? Đó. Trời. Cái quạt này mới thay tối vô mà sao gãy dữ vậy? Sáng sớm mới có 8 giờ sáng mà cái quạt nó banh chành tới bẹ vậy? Biết đâu em vô thấy mấy nhỏ nó chơi nó bày tùm lum vô xếp rồi sao mà thấy cái quạt nó văng dưới đệm nè. Bà xã tính đi chợ hay gì? Đi chợ nè mà vô xếp cho nó gọn gàng. Ngon ơi. Đó. Quá trời luôn cái quạt này. Quá trời lòng gì mà nó rung gơ luôn rồi. Cái này không biết cánh cây quạt nó còn hư có hư hay không nữa. Rồi sao giờ? Bây giờ trước tiên á thì mình sẽ tháo nó ra đi, mình đem nó xuống đất cái mình kiểm tra nó, được mình xử lý nó mới được. Và dây điện kìa. Cây quạt không hả? Cây điện kêu cây quạt tụi nhỏ để lòng thầm ghê cho nó giật ra quá trời giật. Hả? Như này hả? Bà xã tháo nói gì? Ra hết rồi. Cái nào bà xã đứng đó bà xã tháo xuống đi. Cái này rút điện sẵn này nè. Nó giật dây điện sức tùm lum hết trơn. Cái này chắc nó lấy cây nó lộn nó quơ trúng gì. Rồi bà xã nhìn thấy nè, nó gãy. Nó gãy cái cánh luôn. À, sao mà nó gãy cái gì vậy? Đây nè. Nó gãy cắt bét luôn. Để ôm vô thử phải cái cánh của nó không? Nó đó. Phải không? Phải. Rồi chính xác luôn. Rồi vì mẻ miếng kia đó bạn rớt ở đâu nè. Nè. Đó, cái này, cái này chắc nó lấy cây nó chơi. Lạnh nó chọn đó. Gãy rồi giờ nó mấy nó từ nhỏ đâu hết rồi. Không biết nữa, em vô là em thấy tan hết trơn rồi. Tan hết trơn rồi, vậy là trước nó chơi cái gì? Nè, ở trong nó té cái khóa lồng gì tan nát hết trơn. Thì băng keo gì sóc hết trơn rồi. Trọt cái quạt gãy tan nát hết. Và bây giờ thì anh sẽ chia sẻ với em với mọi người cái mình xử lý chiếc quạt này nha. Rồi mình thay cánh quạt gió luôn. Bây giờ sẽ kiểm tra trước coi cái quạt này nó có bị hỏng hay không cái đã. Rồi bây giờ bà xã cầm máy đi để ông xã xử lý nó, chia sẻ với em mọi người cách sửa nó, tháo nó ra nha. Bây giờ Út Lê sẽ xử lý cái quạt trước cho mọi người, mình tháo nó ra trước. Coi nè, nó tét cái nó không có tét mà nó tuôn cái khóa lồng. Ủa cái này cái gì ông xã? Cái này là cái băng keo được rồi, ông xã gắn vô đừng cho nó bị tuôn khóa lồng đó. Giờ nó chóc ra luôn. Chóc ra luôn. Không mình giờ mình sẵn sàng sẽ được. Rồi bây giờ trước tiên thì mình kiểm tra cái quạt nó còn xài được hay không nữa, hay là nó bị đứt cuộn điện không nữa. Thử test nó coi. Rồi bây giờ test nó thử. Ồ. Oh. Còn số luôn nè. Bây giờ sẽ tắt nó luôn. Rồi đó, vậy là ok. Mình bây giờ mình sẽ xử lý á, lắp lại. Rồi. Sau khi em xả xếp keo nó lại nè, mình sẽ lắp cái lồng, cái lắp. Ủa, cái lồng nó này. Không có hư hết xả. Cái này thay cái quạt này á là nó bị mất cái lồng trước rồi, mình thử ra á, mình để những nơi khuất khuất của tụi nhỏ, mà để trong phòng thì mà tụi nhỏ cũng vô chơi nữa, mình thử nó mới hư. Nó cay nó thọ. Có thể là nó dở sơ ý nó chọt trúng thôi chứ, mà cái này cũng dữ dội lắm mà. Đó, mình sẽ xiết nó lại nè. Thì đối với cái đai lồng này thì mình siết sơ thôi, tại vì mình quấn keo đệm trong rồi, mình siết cứng quá nó sẽ bị tuôn lại nha. Còn bây giờ cánh này thì giờ ông xã đi kiếm một cái cánh khác để thế nó vô. Đây, bây giờ ông xã kiếm được một cái cánh quạt khác nè. Kiếm đâu hay gì? Cũng ba cánh ở trong kho á. Đây, bây giờ mình thế nó vô cũng ba cánh nhọn luôn nha. Cái đai nó bị tuôn lỏng, siết này vô một xíu. Cũng lè đó. Mình siết chịu hơi cứng tay thôi. Chiếc quá là con nền. Rồi, sau đó sẽ gắn nó vô. Rồi, ok. Cái này lưu ý nha mọi người, mình siết là mình siết ngược ngược chiều kim đồng hồ nha.
dặn ngược kim đồng hồ nó siết nó vô. Nó bự lắm mà. Cái này xưa nó bị gãy tét ở ngoài nè, rồi ông xã cắt cho nó nhọn lại luôn để cho nó. Rồi khi mà siết cái này cũng siết vừa tay nha. Em với mọi người nè. Dạ. Lưu ý mình siết đừng có siết quá là nó tét ra luôn. Dạ. Rồi. Đó, bây giờ thấy ok chưa? Tương đối rồi nè, thấy không? Phục hồi nó này đó. Bây giờ tiếp tục mình test là lần 2. Wow. Gì nó đâu có hư. Vậy rồi cái này nó chọt là nó không có bị hư quạt ở trong ha. Mình sợ nó thôi chứ thường nó gãy cánh hoặc là bể kia thôi chứ đâu có động cơ đâu. Cái động cơ này trừ khi mình xài quá nó cháy thôi. Em ngu luôn. Rồi giờ mình tắt đi, mình sẽ đắp lên lại. Bà xã gắn xong chưa? Bà xã mới gắn xong nè, bà xã. Rồi giờ bà xã kéo dây điện qua đây luôn đi. Rồi mình sẽ diêm nha. Diêm điện cho bắt lên cho người xem. Rồi giờ bà xã bắt lên đi. Nó quạt chạy rất là êm luôn phải không? Rất mát. Đã. Rồi. Người xem cái quạt nè. Nó gãy nè. Quá trời luôn. Tụi nhỏ này nó lấy cây chắc nó chọt lên, chọt gãy nè mọi người. Cái cánh này. Nè. Cái cánh này quạt ba cánh này màu cam là rất là đẹp luôn. Mà đáng tiếc quá nó gãy rồi. Gãy ra luôn á. Nó gãy rất là uổng luôn. Thì Út Lê vừa lắp qua một cái cánh quạt ba cánh khác vô mọi người xem nên quạt chạy rất là êm. Thì bà xã còn làm gì nữa không? Dọn xong chưa? Xã dọn xong rồi, xã đi chợ rồi. Vâng, thì Út Lê cũng vừa chia sẻ với mọi người đó là một cái video ngắn, đó là xử lý cái tình huống là quạt nó bị gãy cánh và gãy tét bét nha mọi người. Nó gãy banh ta lông luôn rồi. Cái này nè, tét khóa lồng rồi gãy kia luôn. Rồi xã giờ đi chợ gì? Xã đi chợ. Rồi giờ xã tắt quạt luôn rồi xã. Tắt con này để tụi nhỏ còn cúp điện ra luôn nha. Rồi coi cúp điện ra luôn đi. Để tụi nhỏ không biết cái vô game mà nó lỡ trọt gãy cánh nó mất công lắm. Để gom gọn lại. Mình sẽ gom gọn lại. Rồi để lên trên luôn. Kè lọn trên luôn đi. Lọn trên đây nè. Nè. Lọn trên dây điện xuống. Rồi để như nó đó. Rồi như đi. Để chích trên trên nó. Đừng cho nó đừng nó giới tới. Nó giới tới nó lấy nó ghim điện vô à. Để lên trên luôn. Để cái đầu lên trên luôn. Rồi. Đề phòng tụi nhỏ nó không có cho nó đụng vô nữa. Nó không có bắt quạt lên nó chọt được nữa. Vâng, thì Út Lê cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu cảm thấy Út Lê chia sẻ mọi người ngọt ngày hôm nay, đây cũng là một video cảnh báo nha, là mình cảnh giác cho mọi người đó là có con em nhỏ trong gia đình đó, thì cũng đừng có nên để cái quạt tầm thấp như này, nó cũng khá là nguy hiểm nha. Không có cho trẻ chơi gần á, thì nó ưa lấy cây nè, nó tầm thấp như cây nó chọt lên cũng khá là gãy, rất nguy hiểm luôn. Thì Út Lê cũng xin chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Hẹn video lần sau nha mọi người, bye bye. Rồi bà xã đi chợ đi, ông xã đi động chuyện nha.